Sáng ngày 26 tháng 5, Công an phường Minh Khai, thành phố Hải Giang cho biết vừa tiếp nhận tin báo của người dân trú tại tổ 8 phường Minh Khai về việc gia đình bị mất trộm hơn 300 triệu đồng tiền mặt trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2023. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Minh Khai đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định nghi vấn là Lê Minh Đức, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cốc Bài, huyện Xí Mần, là chú ruột có hành vi trộm cắp tài sản của ông bà nội. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận hành vi trộm cắp trên, thu giữ lượng lớn tiền mặt, đồng hồ đeo tay, điện thoại có giá trị. Hiện công an phường đã chuyển hồ sơ tăng vật và người cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ.